Xin chào các bạn. Có một câu hỏi khá là hóc búa với rất nhiều người đã gửi đến mục tư vấn của tôi. Theo đó, nếu bố em là người được ghi nhận trong di chúc là sẽ được hưởng 150m2 đất của ông bà. Tuy nhiên, bố em thì vắn số, đã mất trước cả ông bà em. Thế thì trong trường hợp này, em có được hưởng cả 150m2 đất đó hay không? Chào bạn, tôi là luật sư Quách Thành Lực, đến từ công ty luật Pháp Trị. Thưa với các bạn, đây là một vấn đề rất quan trọng. Đây là một kiến thức pháp lý cực kỳ giá trị. Thế thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là như thế này. Cái người muốn được hưởng cái di sản thừa kế thì người đó phải còn sống vào cái thời điểm mở thừa kế, tức là thời điểm ông bà chết. Bố em đã mất trước ông bà. Do vậy, cái phần di chúc này ấy, nó sẽ trở thành cái di sản không được định đoạt và nó sẽ được chia theo pháp luật. Và khi nó chia theo pháp luật thì nó sẽ chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, và bạn sẽ được hưởng một cái phần nhỏ cái di sản thừa kế mà chính là cái di sản đã chia theo pháp luật cho bố bạn, và chỉ bạn thôi nhé, chứ còn mẹ bạn sẽ không được hưởng cái phần đó. Đấy là cái quy định về thừa kế thế vị theo quy định tại điều 652 của Bộ luật Dân sự. Đây là một quy định khá là khó hiểu, khá là phức tạp. Thế nhưng bạn có thể hiểu đơn giản rằng con sẽ được hưởng cái phần của bố mẹ khi bố mẹ đã chết trước ông bà. Đấy là một cái cách hiểu dễ dàng nhất. Cái tri thức này nó rất giá trị, và khi bạn vận dụng nó, bạn sẽ có được một cái khối tài sản rất lớn và không phải phân chia cái phần di sản đó với những người thuộc hàng thừa kế khác trong cái trường hợp của bạn. Xin cảm ơn bạn.